Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghiêm túc, an toàn, từ tối qua và sáng tinh mơ 6 tháng 7, hàng ngàn giáo viên đã khăn gói băng rừng, vượt núi để đến điểm coi thi. Theo đó, tại tất cả các điểm trường, nhất là các điểm vùng sâu, vùng xa được chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nơi ngủ nghỉ cho cán bộ, giáo viên và học sinh ở xa đến được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi huyện biên giới Esup, tỉnh Đắk Lắc. Hàng chục thầy cô tại các huyện khác đã khăn gói lên đường từ sớm. Năm nay. Nhiều thầy cô đến điểm thi này có thêm thử thách vì tuyến tỉnh lộ nối thành phố Buôn Ma Thuột, Esup đang sửa chữa. Đất mới đào ngổn ngang, đá mới giải lồng trầm nên việc đi lại hết sức khó khăn và vất vả. Vậy nên, một số thầy cô tại trường trung học phổ thông Lê Hữu Trác được phân công về huyện Esup coi thi, cách hơn 100 km, đã phải đi từ chiều qua 5 tháng 7.